Chào các bác, hôm nay em đặt trần lên sóng một cặp loa Mỹ Nòi rất hay ở trong cái tầm tiền. Em xin lên sóng và giới thiệu đến toàn thể các bác cặp loa JBL model L40. Đấy, một trong số những cái model hiếm hoi của JBL trong cái mức giá phân khúc tầm trung. Đấy, cho chất âm vô cùng là tuyệt vời. Cặp JBL L40 thiết kế với thùng vỏ gỗ lại, lưới căng ở phía trước, bọc cái lớp lưới vải màu nâu, có cả tem JBL ở phía trước. Và bây giờ em đặt trần sẽ tháo lưới căng ra để cho các bác chúng ta quan sát cái cấu hình tiếng loa bên trong. Vâng, và em đã tháo xong cái tấm lưới căng để mời các bác chúng ta cùng xem. Em này thì thiết kế cái khung lưới căng thì làm bằng gỗ, một trong những cái cặp loa cổ của JBL ra đời vào những năm chắc là phải cuối những năm của thập niên 70 thưa các bác. Dạng thiết kế dạng loa thùng và khá là cân đối hài hòa. Em này thì cái chiều cao của nó thì nó rơi vào khoảng 50 mấy thôi. Đấy, tuy nhiên cái chiều ngang của nó thì khoảng 40 và sâu là 30. Cặp loa JBL L40 với cái cấu hình một cái loa mid bass có đường kính 25, sử dụng màng giấy, màng màu huyết gân cao su, củ xương đúc của Enico cho cái chất âm rất hay, tiếng nó mượt mà, tiếng nó rất là ngọt và là dễ đánh. Một cái loa chép đom đĩa to. Chép đom này thì các bác xem nó giống y chang như là trên cái cặp JBL model L150. Cái cặp L150 thì nó có tới 2 bát 30, rồi một loa chung và một cái loa chép. Đấy, cái cấu hình của nó to như thế mà nó cũng chỉ cần sử dụng một cái loa chép đom này. Thì cái loa chép đom này được trang bị cho cái cặp L40 này, chứng tỏ là cái loa chép nó sẽ có cái âm sắc cực kỳ là tốt. Còn loa bass thì của Enico, màng huyết cho chất âm rất hay và vô cùng là dễ đánh. Cặp L40 sau đặt trần về trong tình trạng rất đẹp và xin nguyên bản. Sản phẩm này có mức giá bán 11.500.000 đồng. Và các bác sẽ xem một chút về cái đây là cái phần ấy căng nhé. Đấy, các bác sẽ xem một chút về cái phần vóc dáng của cái cặp loa thiết kế với thùng vỏ gỗ lạng rất đẹp, vuông thùng sắc cạnh, không cấn móp cũng như là không bể lơ, và cái vân gỗ của JBL rất mộc mạc. Phía sau thùng vỏ đây có cái phần cặp loa zin nguyên bản của JBL. Đấy, cho cái phần kết nối rất là dễ dàng. Đây, thùng vách bên này đây, thùng vách góc cạnh còn nét căng luôn. Đây phần thùng hậu, em mời các chúng ta cùng xem phần thùng hậu. Còn về cái phần tuyến loa, cặp này thì tuyến loa là đẹp xuất sắc. Đấy, đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Model là JBL L40 ở đây. Đấy, bát huyết của Enico, chép đom. Đấy, tem cờ còn đầy đủ. Đây bên này cũng thế ạ, đẹp xuất sắc. Và cái em này rất là may mắn lại số series hai thùng lại liền kề nhau. Đây các bác xem 689981, còn bên này là 689980. Đấy, series liền kề nhau rất là hiếm, rất là hiếm luôn thưa các bác. Giá là 11.500.000 đồng cho cặp L40 bát huyết của Enico. Bây giờ em sẽ test cái chất âm của cái cặp loa này để cho các bác chúng ta cùng nghe. Đấy, sẽ test cái chất âm cho các bác chúng ta cùng nghe. Cặp loa có mức giá bán 11.500.000 đồng, sau đặt trần với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Đối với cặp loa này thì các bác có thể phối ghép với những cây ly Sun Sui, Đần Đông, thậm chí là Pioneer đều được, rất là dễ tính thôi. Đấy, không đòi hỏi công suất lớn. Mời các bác chúng ta hãy đeo tai phone vào để chúng ta nghe. Cái bát của nó thả rất sâu, mềm mại, sâu lắng mềm mại, và trung âm cực kỳ là tốt và giải chép của nó rất tơi luôn, rất tơi, rất nhuyễn ạ. Mày thank you.
trên gặp JBL L40 tiếng của nó rất tốt luôn. Vâng, phải nói rằng tiếng của nó rất là tốt. Cái tiếng bass của nó sâu và tiếng bass của nó sâu mềm. Các phần trung âm thể hiện rất là tốt và cái giải chép cực kỳ là tơi. Và trong cái tầm tiền 11.500.000 đồng các bác chơi cặp này là hợp lý. Em đánh với cả con âm ly đờ lông mặt đen tiếng rất tốt. Thư từ thành đô em gửi đi qua nghìn rừng cao nguyên với anh. Em là Trần, có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác.